Người Mỹ có một câu ngạn ngữ: sư tử rất mạnh, hổ là chúa sơn lâm vô địch thiên hạ. Nhưng mà hãy nhớ rằng, sói chưa bao giờ xuất hiện trong rạp xiếc để mua vui cho con người cả. Năm quy tắc sau đây khiến cho loài sói trở thành loài vật vừa đáng sợ vừa bí ẩn. 1. Kiên trì, bền bỉ và tập trung. Một khi con sói đầu đàn đã quyết định được con mồi rồi, nó sẽ yêu cầu cả đàn theo dõi liên tục trong một thời gian dài, có thể lên tới vài ngày. Bất kể hành trình đó có trải qua bao nhiêu khó khăn và nguy hiểm, bất kể lộ trình chạy trốn của con mồi có xa đến mấy, chúng chỉ dừng lại khi đã săn giết con mồi thành công. Không bao giờ có chuyện bỏ cuộc giữa chừng. Tìm kiếm, phát hiện, truy đuổi và giành lấy, đây là quy luật sinh tồn của loài sói. Một người đàn ông muốn làm nên chuyện lớn thì luôn biết đặt mục tiêu cao cả cho bản thân mình. Trên con đường theo đuổi mục tiêu của mình, họ cũng sẽ gặp phải những chông gai và khó khăn nhất định. Chỉ những ai không sợ hãi, kiên trì, dám nghĩ, dám làm và không bao giờ bỏ cuộc mới có thể đi đến cuối cùng mà thôi. Bí mật thứ hai, nằm gai nếm mật, độc ác với chính bản thân mình. Một chiến binh săn mồi khôn ngoan như sói sẽ không bao giờ tấn công con mồi một cách bột trột cả, không tính toán cả. Nếu mà cơ hội chiến thắng không cao, chúng thường biết cách che giấu và ẩn mình. Bên cạnh đó, loài sói cũng đặc biệt có tính kiên nhẫn, sẵn sàng nằm gai nếm mật để chờ đợi thời cơ. Chúng liên tục thay đổi vị trí, thậm chí đặt mình hoàn cảnh gian nan để nâng cao khả năng thành công chung của cả bầy đàn. Nhất là với sói đầu đàn, để dẫn dắt tất cả cùng đạt thắng lợi, chúng không chỉ độc ác với con mồi mà còn độc ác với chính bản thân mình. Khi con người rơi vào hoàn cảnh bất lợi, chúng ta cũng phải học cách chịu đựng và chờ đợi thời cơ thích hợp nhất. Ví dụ điển hình chính là thành công của Tư Mã Ý trong thời Tam Quốc chiến loạn. Ông lặng lẽ giấu giếm tài năng và dã tâm của mình suốt mấy chục năm, đợi chờ khi Tào Tháo qua đời rồi, người cầm quyền mới không đủ bản lĩnh mới bộc lộ mũi nhọn và giành chiến thắng trong nháy mắt. Thứ ba, đoàn kết một lòng, bầy đàn trên hết. Sói là loài động vật máu lạnh nhưng mà có tập tính bầy đàn nổi tiếng nhất. Tập tính này càng thể hiện ưu điểm tốt nhất khi mà cả đàn tiến hành cuộc sống đi săn. Sói đầu đàn chính là người phân công lao động rõ ràng và yêu cầu thực thi chặt chẽ. Dưới sự lãnh đạo của nó, cả bầy sói đoàn kết hướng tới một mục tiêu thống nhất. Chúng luôn cùng tiến, cùng lùi và không bao giờ là loài cháo trở cả. Nhờ có tinh thần đoàn kết này, chúng sẵn sàng giảm thiểu thiệt hại xuống thấp nhất mà đảm bảo gia tăng lợi ích lên cao nhất. Xã hội hiện nay cũng không còn thích hợp để chiến đấu một mình nữa rồi. Nếu một người muốn đứng vững, trước tiên anh ta phải học cách đoàn kết sức mạnh và nguồn lực xung quanh của mình. Nhưng mà trong nội tâm của anh ta, con đường đó chỉ có một mình trải qua mà thôi. Điều đó xứng đáng tới vị trí người dẫn đầu. Cô đơn là điều cần thiết khi bạn đã đứng ở trên đỉnh vinh quang. 4. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Một khi nhắm trúng mục tiêu rồi thì sói sẽ luôn tôn trọng và không bao giờ khinh thị đối với cả đối thủ. Chúng chuẩn bị rất nhiều cho việc săn mồi, không vì sĩ diện mà liều mạng sống. Khi gặp kẻ thù mạnh mẽ hơn như một con sư tử sung sức, chúng sẽ không chủ động chiến đấu vì biết rằng chiến thắng mà chịu tổn thất nặng nề thì không khác gì thua trận cả. Áp dụng vào cuộc sống cũng vậy, biết người biết ta chính là chìa khóa quan trọng để giành được những thắng lợi to lớn. 5. Biết dùng mưu trí, chiến thuật tinh danh. Nói về chiến thuật săn mồi, cả rừng xanh không ai có thể tranh vị trí thứ nhất với loài sói cả. Nếu đụng độ với loài hung dữ cao hơn, chúng phô diễn sức bền dẻo dai. Nếu săn mồi những loài nhỏ bé nhanh nhẹn, chúng phô diễn khả năng tốc chiến tốc thắng. Chẳng hạn như trong một cuộc đối đầu với cả đàn bò rừng vậy, sói đầu đàn sẽ lựa chọn những ứng cử viên tiềm năng nhất, con non, con ốm yếu nhất. Cả đàn sẽ ập tới gây ra sự hoảng loạn nhằm tách con mồi ra khỏi số đông. Sau đó rồi cuộc chạy đua bắt đầu và phần thắng nghiễm nhiên thuộc về giống loài mưu trí hơn. Kết cục thì bây giờ bạn chỉ cần nhớ và lựa chọn thôi. Cái giá của việc làm kiều là nhàm chán, còn cái giá phải trả cho việc làm sói là đôi khi sự cô đơn bổ vây. Bạn muốn làm kiều hay làm sói? Hãy cân nhắc thật kỹ nhé. Và cuối cùng,
Nếu bạn thấy video này bổ ích thì hãy like và subscribe kênh. Bên cạnh đó thì hãy chia sẻ video truyền động lực này tới nhiều người hơn nữa. Xin cảm ơn bạn rất nhiều.